Cho thầy, Excel là một cái loại phần mềm tính toán sử dụng các công thức để tính toán, giống như là chúng ta tính điểm, tính lương, tính các bảng thống kê vân vân của tất cả các lĩnh vực. Thì ở đây chúng ta học một cách tổng quát để chúng ta có thể ứng dụng được vào trong công việc của chúng ta. Bây giờ các em nhìn lên trên. Trên này nó cũng giống như phần mềm Word, nó sẽ có các phần menu. Đấy, các em chú ý nhá, File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data View, Review và chuyển sang đuôi PDF. Thì các bạn chú ý cho thầy, phần menu Home, ở menu File thì chúng ta cũng có Open này, New này, vân vân. Ghi sang file mới XFS giống như là trong phần mềm Word của chúng ta. Đấy, giống như trong phần mềm Word của chúng ta nhé. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen với nó. Nào, bây giờ các em ghi cho thầy cột trong bảng tính Excel. Đây không phải là soạn thảo văn bản nữa nhé. Cột trong bảng tính Excel được xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C, D, E, F và mãi mãi. Đấy, nó sẽ cho chúng ta rất dài. Còn hàng thì đếm theo thứ tự từ 1 cho đến rất là dài. Thầy cũng không biết là bao nhiêu dòng nữa. Thế chúng ta sẽ tính toán trên các ô đây. Những các ô này. Thế thì mỗi một ô nó là dao của cột và dòng. Đấy, chúng ta đối chiếu nhá. Ví dụ ở đây thì ô này là ô H4. Ô này ví dụ thầy chọn ở bất kỳ ngẫu nhiên chỗ này thì nó sẽ là ô G4, G9. Đấy, chúng ta nhìn thấy trên màn hình số 9 đậm và G của chúng ta là đối chiếu thẳng xuống. Chúng ta giống như cái ô ấy, nó là dao của cột và dòng, nó vuông, nó sẽ kẻ vuông góc về hai trục. Thì đây chính là tọa độ của ô. Đấy, chúng ta nhớ thế cho thầy. Còn trong chỗ này là công thức tính được tính được viết lên trên này, ở trên cái phần khung này, công thức tính ở đây. Cả lớp nhớ cho thầy là công thức tính có thể tính trong ô nhưng nó cũng được xuất hiện tại đây. Thế còn cái khung chữ nhật này nó hiện lên là ô F9. Đấy, ta kích vào đâu đấy thì nó sẽ lập tức nó sẽ hiện lên địa chỉ của ô. Mỗi một ô thì địa chỉ nó ghi là cột trước và hàng sau. Chúng ta chú ý cho thầy nhá, cột trước hàng sau. Rồi còn ở đây thì gồm có công cụ như là tìm kiếm, zoom in, zoom out vân vân, thì chúng ta chọn vào trong này. Menu home của chúng ta gồm những menu như là chúng ta chọn font chữ, màu chữ vân vân. Rồi căn trái, căn phải chỉnh cho nó gọn gàng vào. Đấy, bây giờ cả lớp chú ý cho thầy. Thầy chọn từng này dòng thì thầy đưa chuột vào, thầy quét một đường xuống, giữ chuột trái và nhấn vào giữ quét xuống. Ở các dòng của nó đang rất là mau, tức là cái khoảng cách giữa các dòng nó ngắn thì chúng ta có thể cho khoảng cách của chúng dài ra một cách đều bằng cách là bôi đen từ hàng 1 cho đến hàng 20. Sau đó các em nhấp chuột phải, chúng ta chọn cho thầy format cell. Chọn format nhé. Format giống như trong Word thôi, để nó dùng để cho chúng ta biết được là định dạng của nó, cái ô được trang trí như thế nào. Đấy, format cell. Thì ở đây chúng ta chọn cho thầy align là bình thường nó ở là chung chung, có nghĩa là mặc định. Chúng ta có thể chọn center để cho các vị trí dữ liệu vào giữa của các ô. Đây cũng có swap text dùng để trộn văn bản. Có swing to fit, tức là nó sẽ tràn đều ra sang cho khớp với ô. Measure cell là nó sẽ trộn ô. Đấy. Font chữ thì các em có thể chọn font chữ trong đây. Theo tùy theo bảng mã mà chúng ta gõ vào. Tùy theo cái bảng Unique đấy. Border là đường viền của ô. Phim là tô ô nha, chúng ta chú ý cho thầy. Align là căn chỉnh, rồi chúng ta sẽ học dần.
số number mặc định format cho chúng ta về ký tự số gồm có dấu phẩy, sau nó gồm có số thập phân. Số thập phân thì đằng cách nhau với số phần nguyên của nó bằng một dấu chấm. Đây là số về tiền tệ. Đây là format kiểu gì, kiểu ngày tháng vân vân. Thì chúng ta sẽ học dần, thầy nói qua tổng quan như vậy thôi. Thì ở đây chúng ta chọn cho thầy là row 2. Row 2 là gì? Là khoảng cách các dòng. Ví dụ ở đây mặc định nó là 10 năm thì thầy có thể cho lên đến là 20 năm. Thì các em nhìn thấy các ô đã được thưa ra. Đấy, đã khoảng cách chỗ bôi đen được thưa ra, còn cái chỗ mà chưa được bôi đen thì nó sẽ ngắn lại như ban đầu. Đấy. Thì bây giờ các em ghi cho thầy nhá. Tại một ô bất kỳ ở đoạn giữa này, chúng ta ghi cho thầy là bảng điểm của lớp, ví dụ như thế. Bây giờ chúng ta làm ví dụ đầu tiên. Bảng điểm lớp học lớp 9 chẳng hạn. Bảng điểm lớp 9. Thế sau đó thì các em chọn cái ô này. Chúng ta chọn nhấp vào nút Measure and Center. Đấy, để cho cái bảng điểm này nó rơi đúng vào cái ô đây. Chúng ta có thể kéo dài ra vân vân, tùy ý nhá, nhưng mà nó trộn vào để cho chúng ta có thể nhìn thấy là nó được ghi hết, không có là nó sẽ bị bịt đi. Rồi bây giờ thầy tiếp tục cột thứ nhất. Số thứ tự là số thứ tự. Cột thứ hai là họ và tên. Thầy làm ví dụ đầu tiên, các em cùng làm với thầy. Cột thứ hai là điểm toán. Thì đây ghi là toán, lý, hóa, văn, tiếng Anh. Đấy. Và đây là điểm trung bình. Trung bình. Đây là điểm trung bình nhá. Điểm đây là xếp loại, tổng kết, tổng. Rồi cuối cùng là xếp loại. Đấy. Thì mỗi một ô của chúng ta theo hàng ngang là tên của các môn và họ tên của các bạn học sinh lớp 9. Thời format thì chọn font chữ Times New Roman để cho nó, hoặc là Tomaho cũng được, các em tùy các em nhé. Chỗ này chúng ta cho tăng chữ lên cỡ 16, sau đó chúng ta tô nền cho nó màu xanh. Đấy, cho nó đẹp đúng không? Rồi bây giờ chúng ta chú ý như sau. Để đánh số thứ tự, chẳng hạn có 20 bạn hay có 10 bạn đi, chúng ta lấy 15 nhé. Các bạn nhấp số 1 vào ô C5 đối thẳng với cái ô số thứ tự. Tiếp theo là số 2. Ta chỉ gõ hai số thôi, 1 và 2. Sau đó các em giữ shift cả hai ô. Giữ shift cả hai ô nhá. Chuột trái. Giữ control. Shift hai ô là chọn hai ô, giữ control này. Đưa chuột về phía cuối của ô số 2. Thấy xuất hiện dấu cộng ở cái con chuột. Có một dấu cộng nhỏ nữa. Chúng ta kéo xuống dưới. Đấy. Chúng ta kéo xuống dưới. Thì chúng ta kéo đến ô 15. Không cần giữ control được nhé. Ô 15. Thì lập tức nó sẽ điền tự động cho chúng ta từ 1 cho đến 15.
nó điền tự động với bước nhảy là nó tính toán từ số 1 và số 2. Số 2 nó hơn số 1 một đơn vị cho nên nó tự động cộng lên cho chúng ta đến ô 15. Đấy, giữ shift chọn hai ô đầu và đưa chuột xuống phía dưới ta kéo xuống. Đấy, kéo xuống ô 15. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập họ tên và điểm vào. Đấy, các cả lớp nhìn thấy nhá. Rồi Nguyễn Thị Anh. Rồi Nguyễn Văn Đức. Đỗ Văn Đồng chẳng hạn. Hoàng Thị Hoàng Thị Em. Lê Văn Hoàng. Nguyễn Minh Hiếu. Trần Thị Mai. Trần Thị Phượng. Thị Hằng. Nguyễn Văn. Đấy, điền tên linh tinh vào nhá. Nguyễn Thị. Nguyễn Thị Hoa. Nguyễn Văn Hoàn. Đỗ Văn Hải. Nguyễn Văn Long. Nguyễn Thị Lan. Nguyễn Anh Linh. Hoàng Văn Sáng. Đấy, thầy làm rất chậm nhá. Nguyễn Thị Sinh. Ví dụ như này chúng ta được một cái họ tên như này. Bây giờ các em bôi đen nó. Các em có thể đưa ra giữa ô bằng cách như này. Đấy, thì sẽ ra giữa nhá. Rồi, bây giờ ngon rồi. Bây giờ ta điền nhập điểm vào này. Điểm đây là điểm mà do chấm thì sẽ ra đây. Nhiệm vụ của chúng ta là tính trung bình, tính tổng và xếp loại. Nhớ chưa? Rồi, các em ghi cho thầy toán này. 6 7 8 6 9 7 8. Thầy nhập thử vào nhá. Rồi. Nào, Lý. Cái này các em cũng cho ra giữa để nhìn cho nó cân đối. Đấy. Chúng ta cho các điểm khác vào cho thầy. Cái cột điểm ở đây, từ đây đến đây các em cho phông chữ to lên một chút. Đấy, ví dụ các em muốn cho lên 12 chẳng hạn. Để nó to ra. Rồi bây giờ Lý. 9 6 4 3 7 8 vân vân như thế. Đấy. Cho nốt hai cái đồng chí này vào giữa cho thầy để cho nó cân. Rồi ok xong. Hóa 7 8 6 9 5 4 6 7 6 7 7 5 7 nha. Văn 7
6, 8, 6, 5, 6, 7, 8, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 4. Đấy. Tiếng Anh. 7, 6, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 7, 6. À, bây giờ chúng ta đã nhập được các điểm cho các bạn vào lớp 9 rồi. Việc của giáo viên hay là việc của chúng ta tính toán. Đó, việc tính toán nhá. Là tính trung bình, tính tổng và xếp loại. Bài học hôm nay nó từ cơ bản cho đến phức tạp. Chúng ta sẽ làm bài như này. Điểm trung bình các em ghi cho thầy bằng bằng vào chỗ ô này nhá. Tính cho ô đầu tiên thôi. Tất cả các bạn tính ô đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ áp dụng cho toàn bộ bảng. Ô đầu tiên thầy ghi bằng. Nào, các em ghi cho thầy hàm average. Nha. Đây là hàm trung bình. Nó sẽ bằng từ E mấy nhỉ? E5 cho đến Y7 à, đến Y5. Tức là dòng của bạn Nguyễn Thị Anh trên bảng nhá. E5 cho đến Y5. Vậy thầy đánh là E5. 2 chấm là ở giữa. Đi đến đến Y mấy? Đến tiếng Anh của bạn là gì? Y mấy nhỉ? Y5, tức là giống hàng cột Y, hàng số 5 là tiếng Anh của bạn ý được 7. Đấy, ta đối chiếu đúng như thế nhá. Đến gì nhỉ? Y5. Đóng ngoặc lại. Enter. Sẽ được 7,2. Bạn ấy được 7,2. Bây giờ thầy tính cho cả bảng. Thầy thì chỉ tính cho bạn đầu tiên thôi, sau đó thầy tính áp dụng cho cả bảng. Thầy đưa con chuột vào cuối. Có dấu cộng màu đen. Có dấu cộng màu đen. Thầy kéo xuống. Đấy. Thì tất cả bảng được tính là trung bình. Đấy. Thế là thầy tính được trung bình xong cho các bạn. Rồi, cả lớp chú ý này. Đây là thầy tính theo công thức average, có nghĩa là hàm tính trung bình. Công thức này cũng có thể thay thế bằng một công thức khác vẫn cho kết quả giống nhau. Bằng cách, các em ghi cho thầy. Đây là công thức tương đương nhá. Công thức này là các bạn ghi trên kia vào. Hàm tiếng Anh có tên là average. Từ E5 cho đến Y5 là hàm tính trung bình. Hàm tính trung bình. Đấy, cả lớp đều làm như thầy như này. Sau đó thầy sẽ làm một công thức tương đương. Tức là hai cách cùng cho ra một kết quả. Hai cách cùng cho ra một kết quả. Thì cách đầu tiên là chúng ta sử dụng hàm trung bình. Cách thứ hai, các bạn thay thế công thức ở cột G5 bằng một công thức khác. Các em có thể đánh ở trên này cũng được, vì nó cũng xuất hiện ở đây. Bằng này, thầy mở ngoặc từ Y mấy nhỉ? À, E5. Sau đó thầy cộng tiếp với F5. Thầy cộng tiếp với G5. Thầy cộng tiếp với H5. Thầy cộng tiếp với Y5. Thầy đóng ngoặc lại giống như biểu thức toán học. Tức là tổng của nó chia cho mấy? 1, 2, 3, 4, 5. Chia cho 5.
Đấy, và thầy gõ Enter nó cũng ra 7,2. Ta kéo xuống cũng áp dụng cho tất. Đấy, thì nó vẫn giữ nguyên kết quả. Đây là tính trung bình nhá, trung bình cộng thì có nghĩa là bằng tổng các đầu điểm sau đó chia đều cho số đầu điểm. Đây là cách tính theo toán học phổ thông đúng không? Rồi các em đã hiểu vấn đề rồi. Còn bây giờ sang tổng bằng. Bằng ở đây hàm tổng của tiếng Anh của chúng ta có tên là summarize, tiếng viết tắt của chữ sum. Mở ngoặc ra từ E5 2 chấm. E5 2 chấm đến gì nhỉ? Tiếng Anh là gì? Y mấy? Y5. Đóng ngoặc lại, Enter. Bằng 36 điểm. Ta kéo từ trên xuống áp dụng cho tất cả. Đưa chuột vào nó biến hình dấu cộng. Ta áp dụng công thức cho tất cả. Thì đây là tổng điểm của các bạn đó. Thi 4 môn, à thi 5 môn 1, 2, 3, 4, 5. Không có môn nào nhân hệ số 2 cả. Đấy. Thì chúng ta chú ý cho thầy nha, công thức tính tổng nhập vào. Rồi cuối cùng ta sẽ xếp loại. Hàm tổng này cũng các em làm cách tương tự cho thầy, cũng bằng gì? Cộng từ E5 cho đến mấy nhỉ? Đến Y nhá, thay thế một công thức tương đương cho thầy đi. Đấy. Thay thế một công thức tương đương. Và cách cộng tất cả các đầu điểm lại với nhau cho bạn đầu tiên, đó là bạn Nguyễn Thị Anh. Em phóng to màn hình lên sao lại để em màn hình ngủ à? Em làm đi không? Đừng có chưa làm câu nào à? Thế rồi, thầy làm đến gần xong rồi, bây giờ các bạn vẫn chưa làm. Bằng nhá, các bạn ghi số bằng, bằng đầu tiên. Bằng xong từ E5 cho đến Y5. Không cần giữ gì nữa, mình sẽ gõ cái ta đây cho xuống từ E5. Bằng được chưa nha? Xong rồi đúng không?
Nhiều bạn nghe là khi mà ghi cái ô nó xê dịch đi thì chúng ta phải đánh đúng cái ô đấy. Xong chưa các em ơi? Đây nhá, ví dụ bạn Nguyễn Thị Anh nằm ở hàng 5 thì thầy theo phải là E5. Nhưng mà trong các em thì nó lại là ô khác thì các em phải đúng địa chỉ nó đúng. Phải đưa đúng ô chứ. Bây giờ mà các em mà học không đến nơi đến chốn là chúng ta đứt cái môn này là chết. Thầy giảng rất kỹ rồi, bây giờ thầy đưa lên video lên trên mạng nhá. Được chưa? Có cần xếp loại nữa không? Xếp loại thì để cho video thứ sau. Được không? Bây giờ thầy đưa lên để cho các em làm theo cho thầy xem lại một lần nữa.